Các bạn ơi, nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và đăng ký cùng nhấn chuông tên để nhận thông báo từ kênh Tuzi Diary nha. Hai mọi người, mình là Tuzi đây. Thì đối các bạn biết, khi mà Tuzi bắt đầu làm video trên YouTube thì cái phần nào làm Tuzi nhức đầu nhất? Thì bật mí cho bạn biết là cái phần làm Tuzi nhức đầu nhất khi mà làm video là phần intro hay gọi là phần mở đầu. Bạn nào mà theo dõi Tuzi từ những ngày đầu tiên thì các bạn cũng biết là mấy cái video đầu á thì Tuzi sử dụng cái intro đúng không? Thì cái intro đó là lấy từ cái mẫu của người ta rồi kiểu là chỉnh sửa bỏ chữ thôi. Thật ra bản thân Tuzi cũng không hoàn toàn ưng ý cái intro đó lắm, kiểu như là nó đẹp nhưng mà nó không hoàn toàn đúng ý Tuzi. Và dạo gần đây thì các bạn cũng thấy là Tuzi tự làm intro cho bản thân mình luôn, tức là quẩy trước camera. Thì cái đó thì một cái là mỗi video đều rất là lạ nhưng mà lại rất là cực. Ý là kiểu là mỗi ngày nghĩ cái ý tưởng để mà làm quẩy như vậy thì cũng rất là nhức đầu các bạn. Thì dạo gần đây Tuzi có tìm hiểu được một cái cách là người ta làm stop motion. Và hôm nay dựa trên những cái hiểu biết ít ỏi của Tuzi, Tuzi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái intro đơn giản từ stop motion. Dạng stop motion đó các bạn. Đây là một cái dạng intro khá là đơn giản dành cho những bạn hoàn toàn không biết gì về đồ họa, chẳng hạn như là After Effects. Thì cái này ít nhất là các bạn chỉ cần biết vẽ thôi là được rồi, thì các bạn cũng đã làm được một cái intro đẹp rồi. Các bạn lưu ý là Tuzi làm cái video này hướng dẫn các bạn trên cơ sở là Tuzi tự tìm hiểu và làm theo cái hiểu biết của Tuzi nha. Tất nhiên là sản phẩm là không thể nào so sánh với những người làm stop motion chuyên nghiệp được rồi, người ta làm rất là chuyên nghiệp. Còn cái này là Tuzi chỉ làm rất là đơn giản thôi để cho bạn nào cũng có thể làm được. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào làm intro từ dạng stop motion nha. Thì trước hết tôi sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết stop motion là cái gì. Thì stop motion là một dạng phim hoạt hình mà các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều bức hình rồi ghép thành một đoạn phim ngắn, tức là những cái hành động nối tiếp nhau như vậy. Các bạn thấy mừng tượng đúng không? Có rất là nhiều phần mềm và ứng dụng các bạn có thể sử dụng để làm cái stop motion này. Và một cái ứng dụng tiêu biểu nhất, các bạn sẽ lên Google Play search stop motion ha. Thì đây là một trong những cái phần mềm đơn giản nhất mà các bạn có thể sử dụng để làm một cái stop motion. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ cho các bạn cách làm bằng cái ứng dụng này. Nhấn vào đây là các bạn sẽ chụp ảnh. Các bạn sẽ chụp nhiều tấm hình liên tục với nhau. Sau khi chụp xong hình, các bạn sẽ có một loạt những tấm hình như vậy. Rồi, phần này là phần điều chỉnh. Thì ở đây các bạn sẽ điều chỉnh số bức hình xuất hiện trong vòng 1 giây. Thì đây, cái chuẩn nhất mà tôi kiếm được người ta sẽ làm là khoảng 8 tấm hình trên giây. Bạn nào biết tiếng Anh có thể nhấn vào cái dấu chấm hỏi này để xem thêm những cái nút kia ha. Cái này là nhấn để preview, để xem lại cái phim. Đây. Đó. Còn cái này là... thì cái này là chắc là phải tốn tiền rồi. Nút bên đây thì các bạn sẽ thêm ảnh nè. Này là thêm ảnh từ ở ngoài, thì hình như này là một chức năng phải trả phí. Đây là thêm thẻ, những cái hiệu ứng cũng là tính phí luôn. Nhưng mà riêng cái nhạc thì các bạn sẽ được miễn phí ha, rất là nhiều nhạc ở đây. Các bạn có thể sử dụng và chọn làm trong video của mình. Còn cái này là những cái clip, các bạn cũng là chế độ phải trả phí. Đây là thu âm, các bạn có thể ghi hình trong lúc mà chúng ta quay. Đó, thì tôi giới thiệu sơ sơ cho các bạn hiểu là cách xài cái ứng dụng này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Và trước hết, để tạo một cái bộ phim stop motion thì các bạn phải có những cái nhân vật ở trong phim của các bạn. Thì ở đây tôi sẽ vẽ một số cái vật dụng để làm cái clip này.
Bây giờ chúng ta sẽ tô màu. Vậy là xong phần chuẩn bị. Bây giờ chúng ta tiến hành quay. Tôi sẽ hẹn giờ cho nó tự chụp hình. Rồi các bạn cứ làm nó có một cái loạt hình hoàn chỉnh ha. Nhưng mà ở đây để cho hình ảnh được đẹp hơn thì Tuji sẽ chụp bằng cái camera của Tuji chứ không sử dụng phần mềm. Rồi chỉnh sửa bằng trên máy tính chứ không phải là trên điện thoại. Thì cách làm nó cũng tương tự như vậy thôi các bạn, nó không có khác gì đâu. Chỉ là trên máy tính hơi phức tạp chút xíu thôi, các bạn cứ sử dụng trên điện thoại ha.